khuyên người mở tiệm ăn quán rượu. Người người đều nghĩ đến xuân sau nên sớm dự phòng đủ lương thực, người người đều biết có kiếp sau, sao không sớm lo tu phước đức? Như người chọn theo nghề nghiệp giết hại vật mạng, vốn cũng chỉ để tự kiếm lấy miếng ăn, nhưng khi thọ mạng chưa hết mà phải chết yểu, chết oan đều là do nghiệp ác đó mà ra phải khủng hoảng sợ hãi cũng đều do nghiệp ác đó mà ra đến khi thọ mạng đã hết thì tái sinh làm thân súc vật đền trả nợ cũ đều là do nghiệp ác đó mà ra phải sa đọa vào địa ngục cũng đều do nghiệp ác đó mà ra xem như thế thì chẳng phải chỗ được quá ít mà chỗ mất quá nhiều đó sao nếu người có lòng nhân hậu mang lý nhân quả mà khẩn thiết chỉ bày cho người khác, để họ tránh được chỗ mất nhiều được ít như thế, ắt sẽ được vô lượng phước báu. Cảnh tượng quái lạ khi chết Họ trịnh ở Hàng Châu mở quán ăn, có bán rượu, giết thịt đủ loại vật mạng. Đến khi sắp chết, ông ta nhìn thấy cả đàn súc vật cùng kéo đến đòi mạng người nhà đều nhìn thấy ông ta miệng la gà đến kia thì hai tay giang ra đập xuống dao động nhanh như cánh gà khi bị giết lại la lên ngỗng đến kia thì làm bộ dạng như ngỗng lập tức vươn dài cổ hai tay xuôi xuống dao động qua lại miệng phát âm thanh đau đớn như khi ngỗng bị cắt cổ rồi lại la lên ba ba đến kia lập tức làm bộ dạng giống hệt ba ba đầu rụt lại, tay chân co quắp vào, cứ như thế, miệng hô lên một loài vật, thì thân hình lại bắt chước giống hệt như con vật ấy khi bị giết, đau đớn như bị cực hình, rồi mới chết. Lời bàn. Có người hỏi rằng, tất cả đều do tâm tạo tác, họ chỉnh sinh thời giết hại nhiều loài vật khác nhau, nên khi lâm chung nhìn thấy cảnh đòi mạng cũng có nhiều loài vật khác nhau như vậy trong đời sắp tới phải thọ thân duy nhất làm một trong các loài vật ấy hay là không thọ thân làm loài vật nào trong số đó mà có cách riêng khác để thọ nhận quả báo ấy đáp rằng nghiệp giết hại đã nặng ắt phải chịu quả báo nặng nề trong ba đường dữ khi quả báo nặng trong ba đường ấy đã hết sau đó mới tùy theo những oan nghiệt đã tạo mà phải dần dần đền trả từng món từng món bằng mạng sống nếu ngày trước giết gà nhiều ắt thọ báo giết gà trước nhất nếu giết ba ba nhiều ắt thọ báo giết ba ba đối với các loài vật khác cũng thế giống như một người thiếu nợ nhiều người món nợ nào gấp rút hơn ắt phải trả trước quả báo lạ thường, người sinh ra rắn. Vào mùa hạ thuộc niên hiệu Khang Hy năm thứ 17, ở Nam Kinh có một người chuyên bán món bún nấu lương. Người đến mua lúc nào cũng rất đông. Ngày kia, vợ ông ta có thai đã đến lúc sinh nở, bỗng từ trong bụng bò ra một con rắn lớn. Không bao lâu sau lại tiếp tục sinh ra hàng trăm con rắn nhỏ, bò lúc nhúc khắp trong nhà bà ta thấy vậy sợ quá mà chết lời bàn người chuyên giết hại cắt xẻ thân xác loài vật trong tâm địa vốn đã sớm hóa rắn trước rồi sao có thể tránh được quả báo xấu ác quái lạ như thế